Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình hôm nay với những thông tin sau. Công điện mới của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội. Nhiều đơn vị hội thiện nguyện tại huyện Phù Cừ phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Bảo tàng tỉnh sưu tầm và tiếp nhận 560 hiện vật. Họ Giang, xã Bình Minh giữ gìn và phát huy giá trị của nhà thờ họ. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự chàng công nhân 9X và thư viện sách đọc miễn phí mang tên Hạnh Phúc. Đi lễ xin lộc đầu năm, ranh giới giữa văn hóa và mê tín. Cuối chương trình Mục Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dòng họ Lê Hữu ở Liêu Xá. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 2, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công điện số 463 về việc tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích, danh lam thắng cảnh. Công điện nêu rõ, thực hiện thông báo số 43, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo địa phương mình tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương, dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương đã công bố dịch. Các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Trong khi nhiều nhà thuốc đơn vị kinh doanh bị xử phạt vì tăng giá khẩu trang, thì tại huyện Phù Cừ, nhiều cơ quan đơn vị và các hội thiện nguyện đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Vừa qua, huyện đoàn Phù Cừ đã phối hợp với công an huyện phát 2.700 khẩu trang cho người dân tại địa điểm trước cổng công an huyện trên trục đường 386. Đặc biệt, đội cảnh sát giao thông của huyện đã thực hiện việc phát khẩu trang thường xuyên cho người đi đường khi thấy họ chưa có khẩu trang. Hội thiện nguyện Minh Tâm, huyện Phù Cừ cũng đã quyên góp được hơn 6.000 khẩu trang để tặng miễn phí cho người dân tại các điểm cổng bệnh viện huyện Phù Cừ, xã Tông Chân, xã Tam Đa. Những hành động đẹp ấy không chỉ nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân mà đang tiếp tục được nhân rộng. Năm 2019, Bảo tàng Hưng Yên đã sưu tầm và tiếp nhận hiến tặng từ các tổ chức và người dân được 560 hiện vật. Các hiện vật sưu tầm, hiến tặng đa dạng về chủng loại, phong phú về chất liệu với nhiều nguồn gốc khác nhau. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, công tác nghiên cứu sưu tầm cũng còn những bất cập do điều kiện khách quan và chủ quan mang lại, nhất là nguồn kinh phí dành cho sưu tầm và trao đổi hiện vật còn hạn chế. Công tác nghiên cứu sưu tầm hiện vật của Bảo tàng tỉnh đã thực hiện đúng quy trình và có những kết quả đáng ghi nhận. Tất cả những hiện vật sưu tầm về đều được làm lý lịch khoa học và vệ sinh cơ học, nhập kho bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày nhằm giới thiệu về đất và người Hưng Yên, góp phần khẳng định vị thế của Bảo tàng Hưng Yên trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương và cả nước, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của một miền đất địa linh nhân kiệt có lịch sử hàng nghìn năm. Nhà thờ họ Giang ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Trải qua gần 400 năm cùng nhiều lần trùng tu tôn tạo, đến nay nhà thờ họ Giang còn giữ được nhiều giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật. Nhà thờ họ Giang thờ Thám Hoa Giang Văn Minh, người gốc Đường Lâm, Sơn Tây, Đỗ Đệ Nhất Giáp, tiến sĩ khoa thi Mậu Thìn 1628, đời Vua Lê Thần Tông. Sau này họ Giang thờ thêm các cụ tổ và những người có công trong nhà thờ. Nhiều năm nay, các thế hệ tiếp nối trong dòng họ Giang luôn trân trọng, có ý thức gìn giữ, bảo tồn nhà thờ họ. Đối với các thành viên trong dòng họ Giang, nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn là nơi giáo dục truyền thống dòng họ. Từ nhiều năm nay, phong trào văn nghệ của xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đã rất phát triển. Các câu lạc bộ văn nghệ được thành lập ở các thôn. Thành viên của các câu lạc bộ không chỉ tích cực tham gia sinh hoạt mà còn thường xuyên tự đầu tư về trang phục, đạo cụ biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ từ hát chèo, diễn kịch đến hát các bài hát mang âm hưởng cách mạng của các bài hát ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước đều được các câu lạc bộ văn nghệ tập luyện thường xuyên. Bên cạnh đó, xã còn thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với xã lân cận như xã Bãi Sậy, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, xã Thúc Kháng của huyện Bình Giang, Hải Dương, từ đó đưa phong trào văn nghệ của xã ngày càng vươn xa. Người Việt Nam từ xưa có câu cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng riêng. Đây là câu nói thể hiện ý nghĩa và sự quan trọng của ngày Tết Thượng Nguyên hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu. Đó là nét đẹp tín ngưỡng thờ cúng của người Việt trong ngày rằm đầu tiên của năm mới. Dù là vợ chồng trẻ, nhưng năm nào cũng vậy. Vào ngày rằm tháng riêng, gia đình anh Đỗ Quang và chị Nguyễn Thị Lý ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ cũng không quên tục làm mâm cơm dâng cúng tổ tiên trong ngày này. Chị Lý đã dậy từ rất sớm để đi chợ mua sắm và chuẩn bị mâm cơm cúng rằm.
Mâm cơm cúng rằm tháng giêng có các món ăn mặn và món chay đặc trưng như xôi, thịt, bánh chưng, giò. Thường ấy là cái ngày này là chúng ta cúng ông bà tổ tiên, rồi là anh em họ hàng thân thiết là gặp mặt với nhau. Bữa cơm này cũng mong là một năm mới thì có nhiều điều suôn sẻ trong công việc cũng như trong học tập của các con các cháu. Về nguồn gốc của Tết Nguyên Tiêu, dân gian có nhiều giải thích. Có truyền thuyết cho rằng ngày rằm tháng giêng hàng năm, công việc cày bừa của vụ chiêm sẽ bắt đầu. Bà con nông dân ở các nơi đều khẩn trương chuẩn bị cho công việc đồng áng. Vì vậy, rằm tháng giêng có ý nghĩa quan trọng. Đó là khởi đầu cho hoạt động của mỗi cá nhân, gia đình. Khởi đầu thuận lợi, ắt sẽ thành công. Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, chàng công nhân Hoàng Quang Khải, sinh năm 1996 ở thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, đã dành dụm tiền lương trong vòng 3 năm để có thể tự mình xây dựng thư viện sách cho mọi người đến đọc miễn phí với tên gọi Thư viện Hạnh Phúc. Ấn tượng đầu tiên về chàng công nhân 9X đó là suy nghĩ và việc làm tốt đẹp của cậu ẩn chứa bên trong một vóc dáng nhỏ bé nhưng nụ cười trên môi lúc nào cũng rạng rỡ. Thư viện Hạnh Phúc của Khải có diện tích 16m2, được trang trí giống như một quán cà phê nhỏ, ấm cúng và gần gũi với trên 800 đầu sách các loại. Toàn bộ số sách này được Khải mua tại các hội chợ sách trên Hà Nội. Không chỉ có sách hay mà không gian đọc sách cũng rất thu hút. Vì thế mà thư viện nhỏ của Khải luôn luôn có rất nhiều các độc giả ghé thăm. Em thường xuyên đến đây đọc sách, không gian đây rất là đẹp. Đọc sách ở đây miễn phí, không mất tiền nên là em thích đọc sách ở đây ạ. Em là một người cũng thỉnh thoảng đến đây đọc sách ạ. Nhưng mà em cảm thấy cái tủ sách của bạn Khải này rất là phong phú và đa dạng ấy ạ. Rất là phù hợp với cả các em nhỏ này, không thể thanh niên như mình này. Khải bắt tay vào việc xây dựng thư viện từ tháng 8 năm 2018, nhưng phải đến tháng 9 năm 2019 thì thư viện mới tương đối hoàn thành với số tiền ước khoảng 120 triệu đồng. Cái thời đại công nghệ 4.0 nó càng ngày nó càng lấn chiếm được cái thời gian công việc của mình, thì em muốn làm sao giữ được cái tinh thần, cái văn hóa đọc của người Việt Nam mình. Khi mà em nhìn thấy các em ở đây đọc sách ý, em thấy rất vui. Vui ở chỗ là không phải là mình thu được tiền từ họ, tại vì em làm miễn phí, mà vui ở chỗ là cái thời gian đi đọc lại không phải thời gian mình ở nhà xem TV cầm smartphone, như thế em thấy nó có ích hơn. Nói chung là cháu Khải nó xây dựng cái thư viện này phải nói là rất tốt, mọi người đều ủng hộ. Gia đình thì thật sự kinh tế thì không có lắm, nhưng mà về mặt tinh thần thì hoàn toàn ai cũng ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, sau một hồi tham quan và tìm kiếm thì Khánh Ly cũng đã lựa chọn được cho mình một cuốn sách rất là ý nghĩa với tựa đề Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Hy vọng rằng khi quý vị và các bạn đến với tủ sách của em Hoàng Quang Khải cũng sẽ lựa chọn được cho mình một cuốn sách hay như thế, và để cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đi lễ đền chùa xin lộc cầu may đầu năm từ lâu đã trở thành nét văn hóa của người dân Việt Nam. Thế nhưng từ lễ bạc lòng thành, giờ đây không ít người đã làm biến tướng tục lệ này. Việc đi lễ cầu may, dâng sao dài hạn đang trở thành một hoạt động mê tín dị đoan khi người dân tiêu tốn rất nhiều tiền bạc vào các vật phẩm vàng mã. Đây là những hình ảnh nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được trong một canh lễ tại đền Bà Chúa Kho, thành phố Hưng Yên. Các vật phẩm vàng mã được đặt kín sân và cổng của di tích với đầy đủ các loại như voi giấy, ngựa giấy, hình nhân thế mạng. Được biết, từ đầu năm đến nay, tại di tích này đã diễn ra khá nhiều khóa lễ như thế này. Hôm nay năm 2020, đền Bà Chúa Kho là có tăng hơn năm ngoái, độ khoảng 25-26 đoàn đến lễ rồi. Một khóa lễ ở đây cũng thu hút vài chục người tham dự, và số tiền đóng góp cũng không còn là lễ bạc lòng thành nữa. Lễ này gọi là lễ đầu năm, cầu may đầu năm. Có người Hưng Yên, người Hà Nội, người Hải Phòng, người nói chung là các nơi. Chắc phải vào tầm khoảng 3-40 người. Thì em thành tâm 1 triệu thầy sắm hết ạ. Mình chỉ việc đến mình lễ thôi. Nếu như mỗi người đóng góp 1 triệu đồng cho một khóa lễ, theo lời chị L, thì khóa lễ này đã có trên 30 triệu đồng và chủ yếu để chi cho việc mua sắm vàng mã. Và chỉ sau vài tiếng đồng hồ khi khóa lễ kết thúc, những vật phẩm chi tốn hàng chục triệu đồng đã được đem đốt như thế này. Không riêng gì đền Bà Chúa Kho
tại đền Đậu An, huyện Tiên Lữ. Từ đầu năm đến nay cũng đã diễn ra nhiều khóa lễ với số lượng vàng mã được bày đầy sân như thế này. Mặc dù phải chi tốn khá nhiều tiền, nhưng những người tham gia khóa lễ lại cho rằng điều này là cần thiết để dâng sao giải hạn. Hàng năm thì nói chung là dâng sao để cho cái tâm lý thì nói chung là hàng năm là cho nó sức khỏe cho gia đình, để cho các cháu học hành các việc, rồi là tâm linh của mình là tuổi cao rồi thì có thể là yên tâm sản xuất. Và mặc dù ban quản lý di tích cũng đã có quy định hạn chế việc sử dụng hương và vàng mã, thế nhưng những khóa lễ với hàng trăm đồ mã như thế này vẫn diễn ra thường xuyên. Ban quản lý chúng tôi thì cũng đã khuyến cáo và tuyên truyền vận động nhân dân, thế nhưng mà do cái nhận thức cũng như là cái tư tưởng của người dân đã ăn sâu vào nhiều thế hệ. Thế do vậy là cái việc tuyên truyền hạn chế rồi không đốt vàng mã gặp rất nhiều khó khăn, vì đây là cái chỗ tâm linh. Thế do vậy là cái việc mà dùng các cái biện pháp thì cũng không thể dùng được. Lấy lý do là tục lệ truyền thống nên nhiều người dân vẫn đốt vàng mã, còn chính quyền địa phương, ban quản lý các di tích lại không có sự tuyên truyền hữu hiệu. Thế nên vàng mã vẫn cứ được sử dụng nhiều trong các khóa lễ dịp đầu năm. Mỗi người cần nhận diện đúng bản chất của nghi lễ dân gian để tín ngưỡng không biến tướng thành mê muội, cuồng tín, trở thành một hiện tượng xấu trong xã hội, gây tốn kém, lãng phí và ô nhiễm môi trường. Nhất là tụ tập đông người trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Liêu Xá với đặc trưng của một làng có truyền thống khoa bảng, làng có nhiều người đỗ đại khoa nhất của huyện Yên Mỹ. Liêu Xá cũng là nơi sản sinh ra nhiều học giả nổi tiếng trên các lĩnh vực. Mặc dù ở làng Liêu Xá có hơn 10 dòng họ lớn nhỏ, nhưng số người đỗ đại khoa chỉ tập trung vào 4 họ. Trong đó, nhiều nhất là họ Lê Hữu với 6 người, tiếp đến là họ Trần 2 người. Còn họ Nguyễn và họ Vương mỗi họ có 1 người. Là một miền quê văn hiến, làng Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có số lượng lớn các di tích lịch sử văn hóa, tập trung chủ yếu ở loại hình di tích tôn giáo tín ngưỡng. Bên cạnh đó, những di tích liên quan đến truyền thống hiếu học, khoa cử chiếm một số lượng lớn, tiêu biểu là các kiến trúc, các nhà thờ họ. Chỉ tính riêng khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và dòng họ Lê Hữu ở thôn Liêu Xá đã có hơn chục di tích, bao gồm nhà thờ Đại Tôn họ Lê Hữu, Tiến sĩ Môn, nhà tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhà thờ Hoàng Giáp Lê Hữu Xanh, miếu thờ Lê Hữu Hỷ, am thờ Tổ cô Lê Thị Lục, Tư Vũ Quận Công Lê Hữu Kiều, khu mộ tổ họ Lê Hữu, mộ Hoàng Giáp Lê Hữu Xanh, mộ cụ Lê Hữu Kiển, mộ cụ Hoàng Bà, vân vân. Mỗi nhà thờ dòng họ là nơi lưu giữ văn bằng, sắc phong, gia phả của bao đời của những dòng họ cùng xây đắp nên làng xã. Tiêu biểu nhất trong hệ thống kiến trúc phải kể đến khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ông sinh năm 1724 trong một gia đình thế gia vọng tộc tại làng Liêu Xá. Khuôn viên nhà tưởng niệm khoảng trên 1.000 m². Tại đây còn lưu giữ một pho tượng Lê Hữu Trác, một bản gia phả của dòng họ Lê Hữu, bản viết tay, một bộ sách về y học gồm 6 quyển và nhiều hiện vật có giá trị khác. Thân sinh của ông là Lê Hữu Mưu, từng đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, làm thị lang bộ công triều Lê Dụ Tông. Khi ông mất được truy tặng hàm thượng thư. Lúc này Lê Hữu Trác mới 20 tuổi, ông phải rời kinh thành về quê nhà, vừa trông nom gia đình, vừa chăm chỉ đèn sách, mong nối nghiệp gia đình, lấy đường khoa cử để tiến thân. Nhưng xã hội bấy giờ rối ren, các phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi, ông nhận ra chiến tranh chỉ tàn phá và mang bao đau thương, làm ông chán nản muốn ra khỏi quân đội, nên đã nhiều lần từ chối sự đề bạt. Đến năm 1746, nhân khi người anh ở Hương Sơn, Hà Tĩnh mất, ông liền viện cớ về nuôi mẹ già, cháu nhỏ thay anh để xin ra khỏi quân đội. Nhưng thực ra, ông muốn bẻ tên cởi giáp, theo đuổi chí hướng mới.
nằm ở xóm Văn Xá, trung tâm của thôn Liêu Xá, gần nhà thờ Đại Tôn Lê Hữu, nhà thờ tiến sĩ được dựng từ cuối thế kỷ thứ 17. Theo gia phả của dòng họ thì nhà thờ tiến sĩ do cụ Lê Hữu Mưu trông nom. Khi mất, con cháu đã phối thờ cụ tại nhà thờ tiến sĩ. Về sau, Lê Hữu Kiển, Lê Hữu Dụ cũng được phối tự tại nhà thờ tiến sĩ. Xét riêng trong dòng họ Lê Hữu thì Lê Hữu Danh được coi là người khai khoa và là một tấm gương ngời sáng cho con cháu học tập noi theo. Ông theo Nho giáo mà đỗ đạt, lấy đạo chính trực mà làm quan, lấy chữ trung hiếu thanh bạch mà truyền gia. Thật là phúc trời báo đáp để con cháu được lạm lối dòng khoa mục, hưởng hậu phần tước lộc. Thật là nhờ cái ơn đức lâu dài ấy, ông xứng đáng là chiếc đầu tàu kéo cho sự nghiệp khoa bảng của cả gia đình và dòng họ sau này. Là một làng quê văn hiến, Liêu Xá có hệ thống di tích lịch sử văn hóa dày đặc về mật độ, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức. Nhất là các di tích thờ những người đỗ đạt, thành danh để lại tiếng thơm cho đời của dòng họ Lê Hữu. Đó cũng chính là nguồn gốc, nền tảng cho sự đa dạng về các thành tố văn hóa phi vật thể ở địa phương. Phóng sự về dòng họ Lê Hữu ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.